Em chào tất cả các bác nhá. Hôm nay là ngày 30 Tết. Nên em làm cái clip để mà cập nhật cái cây mai của em hôm cho vào lò ngày 20 âm lịch ạ. Đấy, hôm nay nó nở đấy các bác. Nở bung hết luôn này các bác. Rực rỡ và đẹp long lanh luôn. Đấy, cho vào lò ngày 20 âm lịch các bác nhá. Đấy, cây cho vào lò ngày 20 âm lịch em có làm mấy cái video đây. Hôm đưa vào lò thì nó nhìn như cành củi khô ấy. Đấy. Này thì rất là tuyệt vời rồi. Tức là em ủ ở nhiệt độ là 35 độ. Vào lò ngày 20, ra lò ngày 28. Với nhiệt độ 35 độ các bác nhé. Hôm đấy cũng có một số bác ạ, bình luận là nó không thể ra được. Thì đúng là nếu như mà chỉ với cái chế độ chăm sóc và ủ như bình thường thì em nghĩ là nó cũng không ra được các bác ạ. Nhưng mà cái em có một cách chăm sóc là nó tương đối đặc biệt. Chính vì vậy mà cây nó đạt cái độ đẹp của cái hoa rất là chuẩn luôn. Đấy, hôm nay là ngày 30, rực rỡ hơn các bác ơi. Thật là tuyệt vời. À, nụ nhiều, hoa nhiều và lộc non có các bác nhé. Đây cái cây mà hoành nó đẹp đẹp đấy các bác. Đấy. Thì bây giờ hoa nở này rồi thì em cũng chia sẻ các bác là cũng cái bầu đất của nó các bác. Bầu đất của nó các bác cũng tưới để mà cây nó nhận đủ độ ẩm nhé. Trường hợp nó khô quá thì không tốt các bác ạ. Ướt quá thì cái mai này nó không ưa nước rồi. Ướt quá thì nó bộ rễ nó sẽ kém, sau này sẽ kém. Còn trường hợp khô quá thì với một cái lượng hoa rất là nhiều như thế này thì nó khô quá thì nó không tốt cho quá trình giữ được hoa lâu các bác nhé. Nếu mà khô quá thì hoa nó nhanh kém lắm, nhanh tàn lắm mà nó hay bị rụng. Cũng do cây này của em nó bị nhỡ cho nên em đưa vào lò nó hơi muộn các bác nhé. Cho nên mãi ngày 20 em mới đưa vào. Thế các bác nào mà sang năm mà có bị nhỡ như em thì có thể đưa vào lò 20 ngày 20 âm lịch và ủ với nhiệt độ khoảng trên dưới 35 độ đó, kết hợp với cái chế độ chăm sóc đặc biệt như em chia sẻ trong cái video trước thì cây nó vẫn đạt cái độ chuẩn ngày 30 Tết như này các bác nhá. Rực rỡ ngày 30 đây ạ. Nở bung luôn ngày 30. Đẹp không còn gì để chê ạ. Tuyệt vời luôn ạ. Đây những cái nụ này này bắt đầu hé rồi các bác. Đó. Tuyệt vời luôn. Wow. Quá là tuyệt vời ạ. Mai miền Bắc cũng rất là thú vị chứ các bác. Nhiệt độ nó thấp như này là cái hoa mai nó bền hơn trong miền Nam ạ. Em thấy trong các cái loại hoa chơi Tết như đào mới này, mai thì em thấy là cái mai hoa nó bền hơn rất là nhiều. Cái đào thì nó cảm giác nhà em cũng có cái đào nhưng mà cái độ đẹp của nó cái này, cái nụ hoa của nó thì không thể bằng cái này được. Và nó cũng không bền hoa bằng cây mai quá. Cái mai này thì nó nở những 20 ngày. Chúng ta có thể chơi những trên dưới 20 ngày vẫn cứ ok. Không ai nghĩ là nó có thể nở ngày 30 Tết nó có thể nở đẹp như này. Đó, nhưng một cái chế độ chăm sóc đặc biệt thì nó hoàn toàn ok các bác nhé. Bây giờ em sẽ ra ngoài em quay cái cây mà hôm em cho cây này vào lò ấy, thì những cái cây đấy thì em không có cho vào lò thì để các bác biết là cái tầm bây giờ nó cái nụ nó như thế nào. Vẫn còn một số cây bên ngoài em không chơi cho nên là em vẫn để bên ngoài và bây giờ em sẽ ra ngoài quay để các bác tham khảo cái cây bên ngoài cái nụ nó khi không cho vào lò thì nó như thế nào nhá. Đây các bác ơi, nó vẫn vậy ạ, không nhỉnh hơn là bao mặc dù là mấy hôm nay có nắng rồi. Đấy các bác thấy. Đấy hôm em cho cái cây vừa nãy vào lò ấy, nó cũng như thế này. Nó như cái cành củi khô ấy. Đó. Đấy các bác thấy không? Nó cùng một tầm luôn. Đây em còn một số cây em không cho nên là em không cho vào các bác nhé. Tại vì nhà nhiều cây ấy. Đấy, hôm trước thì nụ nó cũng như này các bác nhá. Đó, y hệt như này luôn. Thì có bác bình luận này, bảo là không thể ngày 30 là không thể có một nụ nào luôn. Đừng nói là nở rộ. Thế là em cũng nghĩ là nó không ra được mức độ đấy các bạn, nhưng mà mình cứ yêu thích nó thì mình chăm sóc nó thật tốt thôi thì nó cũng cho kết quả là rất ok đấy. Đây trở lại cây trong nhà đây các bác, không ai nghĩ nó có thể là rực rỡ như thế này ngày 30 được các bạn. Đấy, nếu các bác sang năm mà có bị nhỡ thì vẫn cứ làm theo phương pháp của em chia sẻ thì vẫn cứ ok các bác nhé. Vào ngày 28, vào lò ngày 20 và ra lò ngày 28. Đó, ra lò ngày 28. Em ra lò được 2 hôm rồi.
Và hôm nay là ngày 30 Tết đấy các bác. Cái cách chăm sóc cây vào lò ủ với nhiệt độ 35 độ cây này thì các bác xem lại cái video trước giúp em nhé. Và hôm nay em cũng chia sẻ với các bác cái quy trình chăm sóc theo cái cách của em khi mà cây ra lò rồi, để mà cây có cái nở hoa được bền, để mà chơi Tết dài dài. Thì em cũng chia sẻ các bác đôi chút nhé. Thì em sẽ dùng cái bình phun này các bác này, bình phun xương này. Đấy, bình phun xương các bác nhé, phun xương để mà tưới cho phun trên tay cành cho cây. Quá trình hoa nở và lá rất nhiều như này, hoa lá nụ rất nhiều này, thì cây nó cần một cái lượng nước là hút từ dưới gốc lên, hút từ gốc lên trên để mà nuôi ẩm cái thân tay cành và dưỡng chất cho hoa. Chính vì vậy nó sẽ mất một quá trình rất là nhiều và rất là mệt cho cây. Mình hình dung là nó mệt cho cây đó. Thế cho nên là em hàng ngày thì em dùng cái bình phun này phun cho cây một lần các bác. Các bác pha cái nước gọi là hơi tan giá một chút nhé, gọi là em gọi là ấm. Thế nhưng nếu trường hợp mà nước ấm quá thì sẽ làm hoa nó nóng, nó sẽ nhanh héo các bác nhé, nhanh hỏng nhé. Thế còn trường hợp lạnh quá thì cái nụ, một số nụ này thì nó lại không nở được các bác nhé. Thế cho nên là chúng ta pha nước mà đây, chẳng hạn như những nụ này đấy, nó đang hở nở này mà gặp nước nó lạnh quá thì nó cũng không tốt các bác ạ. Ấm quá không tốt, lạnh quá không tốt các bác nhé. Pha làm sao thì mình hình dung nó tan giá, khi phun ra nó tan giá là được. Đấy, thế thì em cũng cho mấy cái viên B1, cho 5 viên B1 vào đây, kết hợp cho 5 viên B1 đây, lắc đều và phun cho toàn bộ thân tay cành các bác nhé. Thì em phun có cách phun là phun từ dưới lên, từ trên xuống là các bác này. Đấy, và cũng phun các bác phun cũng phun ngược từ dưới lên nhé, phun ngược từ dưới lên nữa. Đấy, em thì thường làm vậy, phun từ trên xuống và phun ngược từ dưới lên để mà tất cả các cái tay cành nó nhận được đều cái, nhất là cái dưỡng chất B1 các bác nhé. Thứ hai là nó không, cây nó không phải vận độ ẩm lên để mà nuôi cái làm ẩm cái thân tay cành và lá hoa nữa. Đấy, như vậy cây nó sẽ khỏe hơn. Với một cái lượng hoa rất là nhiều, hoa lá nụ rất nhiều này, thì cây mình chăm sóc cây một chút để mà khi sau này xả tàn thì cây nó đỡ hại cây các bác ạ. Kết hợp với quá trình phun tay cành lá hoa cho cây như vậy thì các bác cũng vẫn phải tưới bầu gốc đủ ẩm cho cây các bác nhé, tưới bầu đất đủ ẩm cho cây. Đấy, nếu trường hợp mà cây khô quá thì cái hoa nó nhanh tàn các bạn, bầu đất khô quá thì hoa nhanh tàn nhé. Còn nếu trường hợp bầu đất nó ẩm quá thì cái bộ rễ sau này là nó sẽ kém phát triển, cây sẽ yếu. Đấy, cho nên bầu đất mức độ đó vừa phải là tốt nhất, hơi khô một chút thì sẽ tốt hơn là hơi ướt các bác. Đấy, và cái dưỡng chất N3M này cũng tưới định kỳ cho bầu đất các bác, tưới định kỳ dưỡng chất N3M này để mà dưỡng bộ rễ, dưỡng bộ rễ các bác nhé, dưỡng rễ. Đấy, để cho cây có đủ cái dưỡng chất để mà nuôi với cái khối lượng hoa như thế này rất là nhiều. Tưới theo, các bác có thể tưới theo cái định kỳ của hướng dẫn của cái nhà sản xuất N3M này. Đấy, hoặc là các bác cũng thể làm theo cách của em là pha loãng bằng 1/2 hoặc 1/3 cái tỷ lệ hướng dẫn này thôi, và 2 ngày thì tưới cho bầu đất một lần. Bình thường chúng ta tưới nước không, thế nhưng mà chúng ta pha loãng cái này ra và tưới như vậy cây nó nhận được cái dưỡng chất đều đều. Thế còn trong cái hướng dẫn của N3M này thì thông thường là người ta sẽ pha đúng tỷ lệ và tưới là trên dưới 1 tuần đến 10 ngày một lần đó, tùy theo cái giai đoạn của cây các bác ạ. Nhưng mà em sẽ pha loãng hơn ra một chút, sử dụng 1/3 cái tỷ lệ hướng dẫn của nhà sản xuất, và mình 2 đến 3 ngày mình tưới một lần cho bầu đất, tưới một lượng vừa đủ đấy ạ. Thì em cũng chia sẻ cái quy trình chăm sóc hoa và cây sau khi cho ra lò như vậy để các bác có thêm thông tin tham khảo với những cái cây mà em đã làm thành công rực rỡ như này các bác nhé. Đây các bác thấy này, em vừa phun bằng cái bình phun xương kia các bác nhé, phun toàn bộ cái thân của nó, thân và tay cành từ trên xuống, từ dưới lên nhé, phun vào giữa buổi trưa các bác nhé. Cây này em đang để trong nhà, các bác nên phun vào giữa buổi trưa để cây nó không bị lạnh dễ. Trường hợp các bác phun vào buổi chiều, buổi tối thì cây hay sau bị lạnh cành, và tưới vào buổi
tối thì bị lạnh dễ, vừa nãy em nói nhầm. Nếu trường hợp các bác phun hoặc tưới thì các bác nên làm vào buổi trưa, trưa nắng ấm. Còn buổi chiều tối thì nó hay bị lạnh dễ hoặc là lạnh tay cành thì nó cũng không tốt cho cây hoa. Nếu như các bác không có N3M thì các bác có thể dùng B1, cũng dùng tầm 5 viên B1 gì đó các bác, 3 đến 5 viên gì đó để mà các bác pha và tưới bầu đất nhé, thì cây nó sẽ có đủ cái dưỡng chất để mà nuôi hoa nó tốt hơn. Bộ xương tay tàng của nó rất đẹp các bác, rất đều, rất đẹp. Em xin phép được kết thúc video tại đây ạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe, chia sẻ và theo dõi video của em. Xin chúc quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe và đón năm mới an khang thịnh vượng và tràn ngập hạnh phúc ạ.